Đây là ngôi nhà tạm cuối cùng ở thôn 9, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc của gia đình chị Hồ Thị Mỹ, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ xây mới. Ngoài sự chắt chiu của bản thân, sự giúp đỡ của anh em và bà con làng xóm, Mặt trận Tổ quốc xã đã hỗ trợ gia đình chị 30 triệu đồng để chị làm nhà mới. Chỗ này là thấp lụt quá, thì đã cấp tay quan tâm tới cho gia đình thôi, cho mẹ con trai nắng trai mưa vì hoàn cảnh cũng khó khăn. Có bo mẹ con giờ con còn nhỏ, đứa còn nhỏ, chồng thì mất sớm, bệnh mất sớm nữa đó. Còn đây là nhà bà Nguyễn Thị Tâm, 85 tuổi, thôn Ô Giang Bắc, xã Đại Cường sắp hoàn thiện. Cùng với sự đóng góp của bà con họ hàng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã hỗ trợ cho bà 30 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà tạm đã hư hỏng xuống cấp do mưa lũ thời gian. Xã Đại Cường là một trong những vùng rốn lũ của Quảng Nam. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn phải sống nơm nớp lo âu trong những căn nhà tạm vào mùa lụt. Những năm qua, nguồn quỹ vì người nghèo do Mặt trận xã vận động quản lý đã phát huy hiệu quả to lớn, đặc biệt trong việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo. 2014 là khổ sót là còn lại là 37 cái nhà. Thì đến nay chúng tôi đã làm được là 15 cái, còn lại là 22 cái. Thì phấn đấu từ nay cho đến cuối năm 2015 là Đại Cường phấn đấu hoàn thành cái xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Trong những năm qua là ngoài việc tổ chức vận động cái quỹ là mỗi cán bộ công chức là ủng hộ một ngày lương vào quỹ người nghèo, mỗi hộ gia đình là trừ những hộ gia đình nghèo và cận nghèo thì mỗi hộ gia đình cũng 30.000 đồng. Bên cạnh đó là chúng tôi không những là vận động tiền mà chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp đó ủng hộ bằng công trình. Ví dụ như là một cái doanh nghiệp, một người thân nào đó muốn về giúp địa phương thì chúng tôi là chỉ đối tượng để người ta giúp đỡ. Giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mặt trận các cấp trên địa bàn Quảng Nam. Riêng tại huyện Đại Lộc, phấn đấu mỗi năm sẽ xóa được từ 150 đến 170 nhà tạm để đến cuối năm 2019 phải xóa được 50% nhà tạm ở các xã, thị trấn, tiến dần từng bước xóa hoàn toàn nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.